công thức liên hệ giữa số này kết pi. Giữa số này kết pi. Và số mol CO2 và nước. Và số mol nước. Bây giờ thầy hướng dẫn nhé. Đầu tiên là chúng ta có công thức tổng quát của một hợp chất hữu cơ có dạng như này. Công thức tổng quát đó là CnH2n cộng 2 trừ 2 trừ 2a OX. Đấy, trong đó a là số nơi kết pi. Thế vậy thì nơi kết pi là cái gì? Bây giờ thầy sẽ lấy một số các ví dụ để em hiểu thêm kết pi là gì nhé. Ví dụ như này, là CH2 liên kết đôi, CH2 thì chúng ta có liên kết đôi. Liên kết đôi thì được cấu tạo bởi hai liên kết, một liên kết thì gọi là liên kết sigma và một liên kết còn lại gọi là liên kết pi. Liên kết sigma và liên kết pi. Rồi, thế còn liên kết đơn thì chỉ có một liên kết giữa C với C, thì liên kết này gọi là liên kết sigma. Thế còn liên kết 3 thì gồm có 3 liên kết, một liên kết sigma và hai liên kết còn lại là hai liên kết pi. Cả hai liên kết này là hai liên kết pi cả. Vậy thì liên kết sigma và liên kết pi là cái gì? Liên kết sigma là một liên kết bền vững dùng để kết nối các nguyên tử với nhau. Đấy, thế còn liên kết pi là liên kết bổ sung cho liên kết sigma. Đấy. Nghĩa như nào? Liên kết sigma là liên kết bền dùng để kết nối các nguyên tử với nhau, và liên kết sigma này nó khó đứt. Thế còn liên kết pi là liên kết kém bền hơn liên kết sigma. Kết pi thì kém bền hơn. Bền hơn. Sigma và nó dùng để bổ sung cho liên kết sigma trong những trường hợp mà có liên kết đôi. Đây, liên kết đơn thì chắc chắn chỉ gồm có một liên kết sigma. Thì còn liên kết đôi nhá, liên kết đơn này, liên kết đôi thì bao gồm một liên kết là liên kết sigma và một liên kết là liên kết pi bổ sung thêm. Thì còn liên kết ba thì nó bao gồm có một liên kết sigma và bổ sung thêm hai liên kết pi nữa. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đến cái mối quan hệ giữa số liên kết pi với số liên kết số mol CO2 mol nước như thế nào. Đây. Tại sao ta có công thức là CnH2n cộng 2 trừ 2a OX? Thì ví dụ như này, thì ví dụ là công thức này C2H4O2. Đây, công thức cấu tạo như này, C này, H này, H này, H này, C này, O này, O này, H này. Thì ở đây em thấy là chúng ta sẽ có một kết pi ở đây. Đấy. Thì ở đây là C2 nhá. C2 là H2 nhân với lại N là 2 cộng với 2 trừ đi 2 nhân với pi, đây là 1 pi thôi. O2. Đấy. Bây giờ em thử rút gọn đi. Có đúng là C2 4O2 không? C2 này. H2 nhân 2 là 4. 4 cộng 2 trừ 2 thì đúng bằng là C2H4O2. Đấy. Vậy thì công thức là tổng quát là CnH2n cộng 2 trừ 2a OX. Trong đó a là số liên kết pi. Mà chưa hết đâu. Trong trường hợp mà nó có vòng như này chẳng hạn. Trong trường hợp nó có vòng như này. Đây. Ví dụ như là phần benzen như này chẳng hạn. Đấy. Thì công thức này là ứng với C6H6.
nên là có 3 naked pi, 3 naked pi và một vòng. Vậy thì lúc đó cái A đấy sẽ không phải là 3 nữa. Đây ta có công thức là C6H2 nhân với 6 cộng với 2 trừ đi 2 nhân với mấy ở đây để thì bằng 6 ở đây. Nào, đây nha, tương đương này. C6 H2 nhân 6 là 12 cộng với 2 là 14. 14 trừ đi mấy thì bằng 6? 14 trừ đi 8. 14 trừ đi 8 thì sẽ ra 6. Vậy thì cái chỗ này sẽ là bằng 4. Vậy thì lúc đấy cái A này sẽ bằng 4 em ạ. Đấy. Vậy thì suy ra A sẽ bằng 4. Vậy thì A đây không phải là chỉ có một cái pi mà còn có vòng nữa. Và tóm lại tổng quát này. Ta có công thức tổng quát. Của một hydrocarbon là của một hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố CHO là CnH2n cộng 2 trừ 2AOX. Đấy. Thế còn khi mà có nitơ với các nguyên tố khác vào thì chúng ta không tính nhá. Ta chỉ tính cho hợp chất chứa CHO thôi. Rồi, bây giờ viết phương trình tổng quát đốt cháy CnH2n cộng 2 trừ 2AOX cộng oxy biến thành CO2 cộng với nước. Đây là cân bằng này, đây có n, thêm n vào đây. Đây là 2n cộng 2 trừ a thì là ta có n cộng 1 trừ a. Đấy. Bây giờ thầy gọi số mol thế này là 1 mol đi. Thì số mol của CO2 thế là n mol. Số mol của nước sẽ là n cộng 1 trừ a mol. Bây giờ ta lấy số mol CO2 trừ mol nước. Xem nó ra bao nhiêu nhá. Thì bằng n trừ đi n cộng 1 trừ a. Rút gọn đi thì bằng a trừ 1. Đấy. A trừ 1. A trừ 1 bây giờ đã chính là bằng a trừ 1 nhân với 1. Là một này chính là số mol của cái chất này. Đấy. Vậy ta chốt công thức này. Mol CO2 trừ mol nước thì bằng A trừ 1 nhân với N của chất. Để tổng quát. Đây là một chất. Nếu mà có nhiều chất thì làm thế nào? Nếu có nhiều chất thì tổng tất cả mol CO2 trừ tổng tất cả mol nước thì bằng tổng của từng cái là A trừ 1 đến là chất. Đấy, đây là đối với nhiều chất nhé. Để ví dụ như này. Ví dụ đốt cháy C2H6 và C2H4 bằng x mol y mol. Để thu được a mol CO2 và B mol nước. Vậy chúng ta sẽ có phương trình như thế nào? Đây tổng số mol CO2 chính là A. Tổng mol CO2 chính bằng A. Tổng mol nước chính bằng B. Thì ở đây cái này sẽ A sẽ bằng 0. A bằng 0, không có naked pi nào cả. Đây cái này suy ra A sẽ bằng 1 vì có một naked pi. Cái này là ancan mà, C26 là ancan. Thì không có naked pi nào A bằng 0. CH4 thì anken có A bằng 1. Đấy. Vậy từ đó ta suy ra. Là
Dung mol CO2 là A, trừ mol nước là B, sẽ bằng độ áp dụng cho chất C2H6 thì sẽ bằng A của nó bằng 0, 0 đấy, trừ đi 1 nhân với lại số mol của nó x cộng với số mol cộng với lại 1, số mol số cái pi của C2H4 là 1, vậy thì 1 trừ đi 1 nhân với y đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tóm lại là ở đây các em nhớ hai công thức này nhé: mol CO2 trừ mol chất bằng A trừ 1 nhân với lại N chất, cho nó A là A bằng số pi cộng với số vòng nhé. Đấy, tổng quát là như này. Còn nếu có nhiều chất thì mình cộng tất cả vào thôi.